Vợ Lý Hải cùng hai con gái dạo chơi Đà Lạt, Minh Hà khoe nhan sắc trẻ trung gợi cảm khi dắt bé Cherry và Sunny đi chơi, chụp ảnh với thiên nhiên trong lành ở thành phố Hoa. Minh Hà đưa hai con lên Đà Lạt chơi và xem ông xã làm phim, ba mẹ con mặc trang phục kiểu nữ thần chụp hình. Với chiếc cối xe gió cao 14m mà vợ chồng cô đã dựng lên để quay phim lật mặt nhà có khách. Bé Cherry cùng em gái Sunny hào hứng cùng mẹ khám phá thiên nhiên trong lành ở thành phố Cao Nguyên. Minh Hà tiết lộ, hai con gái của cô rất tình cảm và thương yêu nhau. Nhờ vậy, dù gia đình đông con, vợ chồng Lý Hải không cảm thấy quá vất vả vì các bé biết bảo ban tự chơi với nhau khi bố mẹ bận. Các nhóc tì nhà Lý Hải có phần giống bố nhiều hơn, đặc biệt là bé Sunny. Từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành luật tại Anh, nhưng Minh Hà vẫn chọn lui về làm hậu phương, hỗ trợ chồng hoạt động nghệ thuật. Cụ hot girl được khen là nhà sản xuất mắt tay, series phim lật mặt do cô đảm nhiệm vai trò sản xuất, cùng ông xã đạo diễn kiêm viết kịch bản gặt hái nhiều thành công lớn. Gái bốn con khiến khán giả ngưỡng mộ với nhan sắc tươi trẻ, hình thể thon thả ở ngoài tuổi 30. Trong phần phim lật mặt Nhà có khách đang chiếu tại các cụm rạp, Minh Hà gây bất ngờ khi xuất hiện ở cuối phim. Đây là lần đầu cô thử sức với vai trò diễn viên. Lý Hải chia sẻ sau 9 năm gắn bó, anh vẫn thấy Minh Hà là người vợ hoàn hảo, là một nửa không thể thiếu trong cuộc đời của mình.